Xin kính chào tất cả quý anh chị đã quay trở lại với kênh Mua Bán Xe Cũ. Em là chị Vũ Thái Hòa, đến từ Auto 88, có địa chỉ cửa hàng tại số 5 đường Nguyễn Khánh Toàn, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Và hôm nay thì em lại về một chiếc xe quốc dân ở trong phân khúc sedan hạng B. Xin giới thiệu với tất cả mọi người chiếc Honda City phiên bản 1.5 top, sản xuất đăng ký năm 2017. Đó, và đây là cái 2017 thì đây là form mới rồi anh chị nhá. Cuối 2017 thì nó ra cái form mới và đây là bản cao cấp nhất, bản top đấy ạ. Đó. Xe thì sẵn biển Hà Nội, chạy 6 vạn km, chạy 6 vạn km. Nước sơn của chiếc xe thì vẫn đang còn rất đẹp luôn anh chị nhá. Xe này là anh khách đổi các với ở bên em để lấy chiếc Kia Sorento cũng là màu này, nên là mới để lại cho em chiếc xe này. Chiếc xe này được gia chủ giữ gìn rất cẩn thận anh chị nhá. Đó, ngay cả cái điểm ba đờn sốc trước và tay xe này vẫn rất khít nhau này. Lốp xe thì vừa thay một dàn luôn anh chị nhá, vừa thay cả dàn lốp xong. Đó, hết hơn 10 triệu. Anh em mình về được lợi chứ có được cái gì đâu, đúng không ạ? Được mỗi lợi thế thôi, chả được gì cả. Đấy, về đỡ phải thay lốp. Gia chủ thì đã dán phim cách nhiệt 3M toàn bộ xe rồi. Về cũng không phải làm gì cả. Xe về nói chung là con này về bên em chỉ có dọn dẹp spa đánh bóng lên thôi, dọn nội thất đánh bóng lên thôi. Đó, ngay cả những cái chrome nẹp chân kính này, gia chủ rất cầu kỳ, đã nẹp nhìn cho kiểu đó sang hơn, đúng không ạ? Thường là hạng C mới được trang bị cơ. Kiểu dáng, em thấy kiểu dáng này của City vẫn ổn, đúng không anh chị? Trông nó vẫn rất là cứng cáp. Những cái đường gân dập nổi tạo cảm giác xe nó khỏe hơn rất là nhiều. Đó, xe thì full cảm biến phía sau, camera lùi nói chung đủ hết anh chị nhá. Những chiếc xe này thì em sẽ giới thiệu cũng rất là nhanh thôi. Vì tất cả những xe bên em bán ra thì đều cam kết không đâm đụng khung hợp nước, động cơ hộp số nguyên bản, hồ sơ pháp lý chuẩn và không phạt nguội. Đó, xe thì được trang bị nội thất da cao cấp anh chị nhá. Da có đục lỗ thông hơi, rất là thoải mái. Đó, vô lăng thì cũng còn rất là đẹp, trang bị rất nhiều nút bấm này, cruise control các kiểu đều có hết này. Gia chủ cũng đã lên gập gương auto này. Đó, gương kính chỉnh điện, lên thêm cả màn hình iCom, màn hình 12,3 inch rất to, kết hợp camera lùi anh chị nhá. Đấy, nội thất của chiếc xe nói chung vẫn còn rất là tươi, rất là tươi, rất đẹp luôn, đúng không ạ? Rất đẹp luôn. Bệ tì tay các kiểu này, ba tựa đầu này, nói chung là một chiếc xe. Cái City thì em cũng rất là thích, là bởi vì cái khoảng ở hàng ghế thứ hai của chiếc xe nó cực kỳ rộng, có thể nói là rộng hơn cả phân khúc sedan hạng C đó. Và được thêm cái nữa là cửa gió điều hòa hàng ghế thứ hai, là một trong những con hiếm hoi ở trong phân khúc sedan hạng B được trang bị cái tính năng này. À, những cái rất tinh tế thôi, ví dụ như là anten thì được thay bằng anten vây cá. Đó, xe thì bên em anh chị kiểm tra ở bất kỳ đâu cũng được anh chị nhá, bất kỳ nơi đâu anh chị muốn kiểm tra cũng được. Đó, vì bên em là một đơn vị có thương hiệu, có tên tuổi, nên thành ra là bên em không dám làm những cái điều khuất tất hay là để lừa đảo anh chị một vài 10-15 triệu làm gì cả. Vì thực sự cả cái dàn xe nhà này của em vài chục tỷ cơ. Thấy em lừa thì em lừa nhiều chứ tội gì em phải lừa cái xe làm gì, đúng không ạ? Thời buổi này thật thà còn chẳng ăn ai. Đấy, vẫn là cái tiêu chí là làm hài lòng khách hàng nhất thôi. Rất là mong quý anh chị sẽ ủng hộ em Thái Hòa và cửa hàng Auto 88 để ngày một lớn mạnh hơn. Và cũng rất là cảm ơn tất cả những người mà khách hàng đã ủng hộ em từ những ngày đầu em lập ra cái kênh này. Đó, rồi không lan man nữa. Hiện tại chiếc Honda City phiên bản 1.5 top sản xuất và đăng ký năm 2017, chạy 6 vạn km sẵn biển Hà Nội, đang được Auto 88 chào bán với giá là 479 triệu đồng. Đó, và giá trên thì khi quý anh chị đến trực tiếp tại cửa hàng, em vẫn có thể thương lượng giảm giá cho tất cả mọi người anh chị nhé. Chiếc xe này thì bên em vẫn hỗ trợ trả góp ngân hàng lên tới 70% giá trị xe trong vòng 5 năm. Quý anh chị mua xe có thể liên hệ qua số điện thoại trên màn hình 096 140 8888, hoặc là qua Facebook chính chủ của em là chị Vũ Thái Hòa. Rất là cảm ơn anh chị đã xem hết video và chúc anh chị có một ngày làm việc thật hiệu quả và tràn đầy niềm vui.